Lưu ý dành cho anh em đang dùng 2 SIM điện thoại hoặc 3 SIM điện thoại. Xin chào anh em, tôi là San Virtu. Với 12 năm kinh nghiệm, tôi đã giúp cho hàng nghìn anh em doanh nhân đẳng cấp hơn trong ánh mắt người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em những lưu ý khi mà anh em có nhiều SIM điện thoại. Thông thường ấy, khi mà anh em có nhiều SIM điện thoại thì anh em sẽ phải, ví dụ anh em có 2 SIM hoặc 3 SIM điện thoại thì anh em phải dùng trong 2 chiếc điện thoại như này. Chứ nếu mà anh em có 3 SIM thì không bao giờ có thể nhét vừa vào trong một chiếc điện thoại như này. Vì vậy là khi mà anh em giám đốc mà dùng 2 chiếc smartphone to nặng cồng kềnh này, anh em cầm đi họp, anh em cầm đi làm việc thì nó rất là bất tiện. Mỗi khi mà có một email đến thì cả 2 chiếc điện thoại nó đều kêu lên, làm cho anh em khó chịu, làm cho anh em bị rối cái đầu của mình. Mà khi mà rối cái đầu của mình thì không còn có thể tĩnh tâm để làm việc được, và lúc đó thì hiệu suất công việc của anh em nó sẽ bị giảm đi. Khi mà anh em dùng hai chiếc điện thoại này, anh em chẳng hạn như anh em đi ăn uống nhà hàng, anh em ngồi xuống rất là khó chịu, anh em phải để trên mặt bàn, và thỉnh thoảng nó lại bị quên đi mất, mà cầm một chiếc điện thoại quên một chiếc điện thoại, đôi khi nó bị mất hoặc là đôi khi chúng ta phải quay lại lấy. Không những thế, khi mà ở trong bàn làm việc anh em ngồi mà đút hai chiếc điện thoại to đặng cồng kềnh trong người thì nó rất là khó chịu, thì anh em lại phải bỏ ra ngoài trên mặt bàn. Khi mà có việc cần đi đâu đấy, anh em vơ chiếc điện thoại mang đi, có khi lại quên mất một chiếc điện thoại. Nó gây ra cho anh em nhiều bất tiện, nó vừa to vừa nặng vừa cồng kềnh lại hay quên, mà anh em lại thường xuyên phải sạc nhiều với những chiếc điện thoại smartphone này. Nếu mà vì vậy nên là những anh em mà đang dùng hai chiếc smartphone to nặng cồng kềnh thì anh em có thể dùng sang một chiếc smartphone và một chiếc điện thoại vừa túi nhỏ gọn sang trọng và đẳng cấp này. Nó vừa tiện, nó vừa giúp cho anh em sang trọng đẳng cấp, nó giúp cho anh em nâng cao được tiêu chuẩn sống, nó giúp cho anh em tăng được thêm uy tín ở trong ánh mắt người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó sẽ là công cụ để giúp cho anh em dễ dàng vào việc hơn, nó sẽ là công cụ giúp cho anh em không cần phải mất nhiều thời gian đàm phán mặc cả với bất cứ ai. Bởi vì anh em đã cầm ở trên tay chiếc điện thoại Virtu này thì mặc định người khác sẽ coi anh em là người thành công, là người thành đạt. Mặc định người khác, người ta sẽ coi anh em là người giàu có và họ muốn làm bạn với anh em, chứ họ không muốn kỳ kèo mặc cả với anh em. Anh em sẽ dễ dàng chốt được nhiều hợp đồng hơn. Hoặc là những anh em nào mà đang dùng một chiếc smartphone và một chiếc điện thoại cục gạch như này, nếu mà anh em mà làm những cái công việc thông thường thì không sao, nhưng mà nếu mà anh em là giám đốc hoặc là anh em là người bán hàng, đặc biệt là những cái hàng giá trị cao, thì anh em không thể dùng một chiếc smartphone và một chiếc điện thoại cục gạch như này được. Bởi vì nó sẽ làm cho anh em, nó bị hạ thấp uy tín của anh em, nó sẽ làm cho anh em hạ thấp cái món hàng và giá trị mặt hàng mà anh em đang bán. Anh em cần phải thay thế cho mình một chiếc smartphone và một chiếc điện thoại Virtu này. Chứ mặc dù sản phẩm, dịch vụ, mặt hàng anh em vẫn thế, nhưng mà chỉ cần anh em cầm ở trên tay chiếc điện thoại Virtu này thôi thì người ta sẽ quan niệm hoàn toàn khác của anh em. Ví dụ như là anh Tuấn là khách hàng của tôi, anh Tuấn là giám đốc của một công ty về chuyên về xây dựng các biệt thự. Anh Tuấn thì giám đốc, nhưng mà anh ta làm những cái công trình rất là to, rất là đẹp. Những công trình của anh ta có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, cho đến 20 tỷ đồng một căn nhà. Và anh ta thường xuyên phải sờ vào vôi vữa cát để chỉnh sửa và để giao việc cho những cái công nhân của mình, giao việc cho những cái thợ của mình. Trước đây thì anh Tuấn anh ấy có dùng một chiếc cục gạch như này và một chiếc smartphone như này, và anh ta thì không được chủ nhà tôn trọng, và anh ta chủ nhà người ta nhìn anh Tuấn tuy là giám đốc nhưng mà người ta không đánh giá cao anh Tuấn và thường xuyên bắt bẻ anh Tuấn khi đó. Và anh Tuấn thì gặp rất là nhiều khó khăn ở trong công việc, bởi vì là người ta không hề tin tưởng vào tay nghề của anh Tuấn. Nhưng mà kể từ khi mà anh Tuấn sử dụng chiếc điện thoại Virtu ấy, thì khách hàng người ta bắt đầu nhìn nhận anh Tuấn khác. Và anh Tuấn là người có tay nghề rất là cao anh em ạ, là người có tay nghề cao và thường xuyên là làm những công trình lớn và đã lâu năm rồi, đã uy tín rồi, đã làm rất lâu năm rồi và tay nghề tốt rồi. Nhưng mà từ khi mà anh Tuấn dùng chiếc điện thoại Virtu, mà đặc biệt là đã dùng Virtu rồi thì là người sang trọng và đẳng cấp rồi, mà trực tiếp sờ tay vào những cái công trình, trực tiếp là cầm ngay cả bay, cầm chát vữa để hướng dẫn cho các anh em thợ và chỉnh sửa cho anh em thợ. Khi mà chủ nhà nhìn thấy anh Tuấn dùng Virtu rất đẳng cấp mà làm những công việc từ bé đến lớn như vậy thì chủ nhà rất yên tâm về cái người giám đốc này và về cái tâm huyết của người giám đốc này. Vì vậy nên công việc của anh Tuấn cực kỳ hanh thông và suôn sẻ. Lúc đó thì không ai người ta sẽ bắt bẻ anh Tuấn nữa, và lúc đó thì cái mọi công trình to nhỏ đều giao cho anh Tuấn hết, và người ta hoàn toàn yên tâm và anh Tuấn làm việc một cách dễ dàng cho mình có thể thoải mái, mình sáng tạo cho mình thoải mái, mình có thể làm chăm chút tốt nhất cho khách hàng của mình. Vì vậy những anh em nào mà đang dùng hai chiếc điện thoại thì có thể chuyển sang dùng một chiếc smartphone và một chiếc điện thoại Virtu này. Những anh em nào mà đang dùng một chiếc smartphone và một chiếc điện thoại cục gạch này thì có thể chuyển sang dùng một smartphone và một chiếc điện thoại Virtu này.
Anh em xem video thấy hay, thấy hữu ích thì ấn nút đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm nút chuông ở bên cạnh để ngày mai tôi tiếp tục sản xuất video gửi đến màn hình điện thoại của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.